Xin chào cả nhà quay trở lại với kênh của Chú Chè Bông nha. Cả nhà ơi, hôm nay em soạn hàng cho giao cho khách nè cả nhà. À, cái lô mai 1.700 bữa hôm qua em giới thiệu với cả nhà đó, hôm nay em soạn về rất là đẹp luôn đó nha. À, rễ cực kỳ quái luôn. À, đây em sẽ cho mọi người xem nha. Đây là lô 1.700 nè cả nhà. Trời ơi, nó rẻ như cái cây mai con vậy đó. Nha cây trời ơi, có nè. Cả nhà nhìn nè. Trời ơi, nó quấn rễ kiểu độc chiêu cò bại luôn. Đó, đây rễ thú nè. Đây là so nè, đủ kiểu luôn. Nè, nó quấn thân nữa nè. Trời ơi, ai mà mua cái lô này về là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ rẻ luôn. Có 1.700 cây cả nhà. Má ơi, dễ quá đi. Đó, hình con thú nè. Đó, chiều cao của cây nè. Đó, em giơ cho cả nhà xem. Loại này về chúng ta thích hợp cho muốn chỉnh sửa gì ok hết cả nhà. Còn bán không gì cũng ok hết á. Đó, đây là sọ hàng đang vô bịch giao cho khách nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Thì rất là cảm ơn quý khách hàng gần xa đã ủng hộ đến vườn mai của Chú Chè Bông nha. Rồi, bên đây là hàng lớn hơn, hàng 3.500 và cái loại này quấn rễ cũng y chang vậy cả nhà, cũng đẹp y chang vậy luôn. Trời ơi nè cả nhà nhìn nè, nó rất là quái nha. Nó quấn hình thú nè, lò xo nè. Đó, đẹp lắm. Cây này 3.500 cây nha cả nhà. 3.500. Đó, quấn đủ kiểu nha. Đây, đó, cả nhà nhìn ha. Đó, cây như thế này. Đó. Rồi, cả nhà nhìn nè. Không hiểu nổi luôn. Nó vậy nè, biết sao không cả nhà, tại loại này á, là cái loại mà của nhà em quấn nặng về ghép á, nên là quấn kiểu quái không à. Cả nhà nhìn nè, rất là quái luôn ha. Đó, đây, hình con thú nữa nè. Đó, cả nhà nhìn ha, rất là tuyệt vời. Rồi, lô này 3.500 nha, 3.500 một cây nha cả nhà. Rồi, còn lô này bự hơn nữa, 5.000 ha. Đây, 5.000 cây. Đó, đây rễ thì cũng y chang vậy, cũng hình thú nè cả nhà. Đó, cũng hình thú nè, lò xo nè. Đủ kiểu hết. Đó, đây nè, hình thú nè. Đó, đây ha. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Ồ, nó quái, cực quái luôn, rễ đẹp lắm luôn cả nhà. Nè, coi cả nhà coi nè. Quấn nằm y như con thú nằm luôn nè. Đó, rồi cây thì như thế này. Rồi giá chỉ có 1.700, 3.500, 5.000 ha. Ai thích loại nào thì alo cho vườn mai nhà em nha. Cả nhà nhìn nè, tất bật soạn hàng giao cho khách luôn ha. Xin cảm ơn cả nhà nha.